Rồi, ok, em chào các bác nhá. Thì lúc nãy quay cho các bác cái tác phẩm có tên là Vua rồi. Thì bây giờ lại quay tiếp cái tác phẩm này cho các bác có tên là Hoàng Hậu. Đúng là có vua, có hoàng hậu, quy tụ đủ hết. Đây, các bác thấy chưa? Cây xanh tác phẩm Hoàng Hậu của bác Trường, Nguyễn Trọng Trường, Hải Dương ạ. Đấy, vua thì lúc nãy là lừng lững, thể hiện một cái sức mạnh, một cái vị là bá chủ của một dân tộc. Đây là hoàng hậu thì thể hiện một sự đấy, gọi là vẻ đẹp của một người phụ nữ. Thử xem quay cây này đằng mặt sau xem mà. Đây, mặt sau cho các bác ấy ngắm. Đặt trên một chậu lớn toàn nước. Cây này cây thả nước. Đây, cây hoa sứ đẹp thế. Đúng là những cái cây đặt trước cái sảnh chính nó khác, đẹp hẳn đấy anh nhỉ. Đấy, hoa sứ ấy thuộc loại kinh điển chứ không ạ, đẹp mê hồn luôn ấy. Vâng, một bộ đôi đấy, bên kia ở cây này cây. Vâng. Bộ cũng. Không đặt tên tác phẩm cho nó anh. À quên, cho cái cây này này. Cái sáng làng rồi à. Nhiều hơn cả cây quê ngoài kia anh. À. Đây này, bác ấy đang tách dần cho nó thoát ra. Dần dần nó lộ ra, nhìn nó đẹp. Đấy, bên này anh thế. Quý nhỉ. Nói đùa để đặt được tên cho một cái tác phẩm cũng khó phết đấy. Khó.
Cây kia bác ấy mua đã tỷ 7 rồi, cây này nhiều tiền hơn, khiếp nhỉ. Cây này thì có bao giờ mang đi chơi đâu, cứ để đây thôi, nên là cơ hội qua được đây quay cây của bác ấy để quay thật kỹ. Đó này. Vâng, em quay lúc nữa thì chắc là cũng chào bác. Vâng, vâng. Rồi, giờ em sẽ tiếp tục sang đây em quay lốt cái cây rẽ ngoài cùng này cho bác ngắm. Đấy, rồi ông chủ ngồi trên con Land Rover tuyệt vời, đẳng cấp. Những cây này, những cây cực kỳ quý. Cũng sướng à? Ngồi trên con Land Rover đấy, lái sướng nhỉ? Cao ráo. Phải có tướng đúng không? Đẹp trai. À. Một loạt đây là đều là xanh quê thì bạn. Một loạt cây xanh quê nhưng đều là những cây đẹp. Cây có tuổi rồi. Đấy, quê thì quê nhưng mà có tiền mà để mua được những cây này cũng không phải là ít đâu anh ạ.
Ủa, chân cây cây này có bộ chân bệ, mẫu có những cái bộ bệ ôm đá như những cái móng rồng, giống cây như ống duyên. Úi dồi ôi. Quá đẹp, thật sự là đẹp. Đẳng cấp lắm đấy. Bệ rồi, tác phẩm cuối cùng ở cái dãy trước cái khuôn viên sảnh chính của bác ấy đây. Rồi ok, bên này còn cây sung. Cây sung tuyệt vời, quay nốt cho mọi người chiêm ngưỡng. Tác phẩm sung cực lớn. Dưới này là một bể nước và cái thả súng. Tuổi Mậu Thân, nếu mà như bác Thực bằng bác ấy bảo là bằng tuổi bác Thực nhà mình là tuổi Mậu Thân. Ui dồi ôi, những ông Mậu Thân sao giỏi thế, giống như kiểu tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đây, mọi người có thể thấy một tác phẩm sung cực lớn. Đây, đây là tác phẩm cuối cùng em quay em gửi tới mọi người. Những tác phẩm phải nói là kinh điển tại Hải Dương của bác Nguyễn Trọng Trường. Bác có một cái biệt danh nổi tiếng mọi người hay gọi là Trường Giấy đấy. Thì công ty bác ấy toàn làm giấy à. Đấy. Toàn giấy là giấy nên là chắc là em nghĩ là biệt danh đó là gắn với cả cái sự nghiệp của bác ấy. Nên mọi người hay gọi là như vậy, là Trường Giấy. Một tác phẩm sung cực lớn. Xòa bóng bên này, dưới này là một cái hồ. Rồi, em kết thúc cái video ở đây. Thì cảm ơn mọi người đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ channel Mạnh Bonsai trong suốt thời gian vừa qua. Và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Rồi.